cũng khá là buồn vì khi phải đóng cửa. Sáng hôm nay thì bên mình đã có rào chắn barrier và ghi ở ngoài là không mở cửa và tạm thời đóng cửa trong một thời gian. Khi nào chính phủ có thông báo mới thì bọn mình sẽ được mở cửa trở lại. Mình là người kinh doanh mà bị đóng cửa là rất buồn. Bây giờ may ra được khoảng 40%. Nếu mà dịch kéo dài bọn chị bị đóng cửa, không bán hàng được thì sẽ không có thu nhập cho gia đình. Từ hồi dịch thì bọn chị chỉ gọi là cầm cự thôi, gọi là túc tắc thôi. Nhưng bây giờ đóng cửa như thế này thì còn khó khăn nhiều hơn nữa. Sau khi chúng tôi nhận được cái ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố, thì chúng tôi đã cho triển khai ngay đến 6 tổ dân phố phối kết hợp cùng với các đồng chí là cảnh sát khu vực xuống từng nhà kinh doanh, các hộ kinh doanh, để yêu cầu tuyên truyền vận động bà con là bắt đầu từ 0 giờ ngày 16 sẽ không bán hàng, chỉ còn một số các cái bán xôi và vặt ở ngoài vỉa hè chúng tôi xử lý tiếp.